Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Cố lên bạn ơi, mình đến đây. Mình không cần đâu bạn ơi. Mình không cần đâu bạn ơi. Làm gì vậy? Đồ. Mạng đầu tiên của sĩ cao anh em ơi. Ui, tủi thân. À, mình thấy nào còn lại rồi. Ui, tủi thân quá anh em ạ, tủi thân quá anh em ạ. Đây thế còn lại rồi. Đồ, chậm một giây thôi. Ok anh em ơi, vậy là kẻo cũng đã có được 2 kill. Chúng ta là friend bạn ơi. Hi. Chậm một giây thôi là nhớ nhau cả đời. No. Mình đang đua cấp chậm. Cái này mạng của mình mà bạn. Đấy, bởi vì này. Bạn làm áo giáp mà. Ơ thằng này vứt xe xuống sâu này anh em này. Cuồng quá vứt xe à? Buồn quá vứt xe. Đâu nó cuồng quá vứt xe không ạ? Càng. Ơ bạn lúc đầu của mình, bạn có thấy vui không? Hi. Có cậu. Người ta gọi đây là trưng dụng đó cậu. No bạn ơi. Lúc đồ của hồng sát đồ nội giết bạn có thấy vui không? Trong khi đồ mình đang rất nghèo. Wow. Mình đang rất nghèo, có lấy máu không? Mình mất chưa? Mình không cần đâu bạn ơi. No. Trong cậu có not friend. Mình sẽ cho cậu một bác ngạn súng trường ở trong hồng sát này. Take it. No bạn ơi. Lên túi 2 túi máu. Not friend. Gặp. Ý mất cái ông ngắm cậu. Wow, bạn lút nhanh vậy, bạn tiếc rẻ với đồng đội theo ông ngắm. Chúng ta not friend. À đù, căng. Gì căng cậu. Bạn thật rẻ tiền. Không, bạn thật rẻ tiền. Ông ngắm của mình mà. Bạn thật đúng hơn. Hi. Lên xe rẻ tiền nào bạn ơi. Đi. Xe này nó bắn cho què mỏ. Ê. Không sao cả. Thằng nào vừa bắn à? No. Đây là bạn đi xe linh tinh thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi săn người. Thì bản đồ chúng ta là còn 25. Có thể ai đâu anh em. Bây giờ là còn lại 24 đứa đâu này. Wow. Đổi được cái con xe quân đội là ngon. Bạn ơi, đâu đi xe đấy. Chúng ta đi xe mới đi bạn ơi, xe đấy đi. Sao chưa nổi. Xe chỗ đấy không ạ. Xe cặp bạn còn lèo lẹt nữa thì thôi bạn ơi, chúng ta không nên chơi. Hi. Chơi chợ chứ cậu. Làm tức tức. Huy hiệu thật săn kiểu, ui chắc là anh không để ý rồi. Kiểu nó vướng vào hai cái ngón tay anh em ạ. Kiểu anh em chơi game tay nó che mất màn hình ấy. Chết dở anh em ạ. Bạn ấy bỏ lỡ cái huy hiệu thật săn. Thì mang huy hiệu thật săn để làm cái gì? Cạn lời luôn anh em. Anh em ạ. Khô héo lời luôn. Chắc trên tầng 2. Tầng 2 á? Nghĩ là nó trên tầng 2. Tầng 1 tầng 1 bạn ơi, Tầng 1 đó. Ừ, tầng 1 nhé bạn. Không thấy. Ngay chỗ cửa. Cửa ra vào đấy. Tầng 2. Một thằng đâu rồi? Wow, có người à? No. Hết. Hết slot rồi bạn ơi. Mình buồn. Rồi, bạn. Hết phần rồi sao? Một thằng nào đó quay gần đây nữa. Hết phần rồi sao bạn ơi? Mình buồn. Mình sâu xét bạn ơi. Bình thường cậu. Gì cắn. Tại sao vậy? Nhau dân ba một cái mạng. Sao có thể vỡ nát tình em chúng ta? Ôi, lên xe 7 màu cậu ơi. Đâu bạn ơi. Mình thấy trên này có một đứa cơ mà. Chắc đang ở trên à? Lên xe 7 màu. Xe 7 màu không cậu? Câu lượt lên coi nha. Đâu bạn ơi, mình muốn liều mạng. Mình muốn ăn mạng cơ. Mà mình nhớ là đây có một đứa này. Hi. Wow, bạn lại ăn mạng đã ư. Ui. Wow. Chúng ta not mà. Friend. No. Nỡ làm cậu nỡ làm nào. No, chúng ta not friend, mình sẽ bắn xe bạn. Đừng cậu. Mình sẽ bắn xe bạn. Ui, xe màu đẹp nhỉ. Đừng cậu. Hi. Con xe của mình. Rất xe đẹp bạn màu đẹp nhỉ. Hi. Xem màu vẫn còn đèn. Ê cậu ơi. Wow. Bên mình không thấy đèn đâu bạn ơi. Đèn cơ, đây, chúng ta có xe mới đây bạn ơi. Chúng ta có Mazda trắng này bạn ơi. Nhanh kiếm top 1 nào bạn. Chúng ta không đi xe 7 màu cậu. No, Mazda trắng nó chắc hơn bạn ơi. Nên người ta mới gọi là Mazda trắng nhá. Bạn hiểu ý nghĩa Mazda trắng chưa? Chưa hiểu lắm cậu ạ. Wow. Nhưng mà tốc độ xe này đi bình thường mà. Monster chắc bởi vì là xe nó chắc chắn bạn ạ, nên là người ta gọi là Monster chắc. Bạn đã hiểu chưa? Cậu không muốn làm người nổi tiếng à? Đi xe kia. No. Xe của bạn thật rẻ rách, xe khuyến mãi.
Đây rồi, đây rồi bên bạn này, đây. Bên trái này. Ui. Đây, đây rồi bạn ơi, đây rồi bạn lên ơi, lên đây rồi bạn ơi. Một thằng phía sau nữa nhỉ. Cuộc đời của mình không quen chơi xe khuyến mãi bạn ơi. Hi. What the hell xanh mộ anh em ơi. Được. Chúng nó dựng bom keo rồi không ạ? Gắt rồi ông ơi. Gắt vậy ai chơi của bãi câu liệu à? Tu. Bãi câu liệu à? Mấy đứa vậy, mấy đứa vậy. Ui. Một thằng ui, một đứa. Gắt thế. Ui. Đây rồi, đây rồi bạn ơi. Đây đây, cứu bạn. Đây cứu luôn. Thằng bạn nó, nhanh. Ui, cái đậu xanh. Ok. Ôi, hay quá. Tuyệt vời anh em ạ. Tí nữa chúng ta đai, hên vãi trưởng bạn ơi. Bởi vì là mình đang cầm MP5 ấy, không phải MP40 nên là sấy không tự tin lắm bạn ạ. Ok, đã có được MP40 này, ngon anh em ơi. Ok, che ca cho nó máu. Xem là chúng ta có gì nào. Càng quá, quả mém gì đã đài. Cố gắng kiếm tốt nốt trận này. Con ít này các bạn ơi. Đây. Ok. Mình sẽ quần máu cái đã anh em ơi. Từ từ đang quần máu cái đã. Nên xem quần máu luôn. Hả bí. Đang quần máu cái đã bạn ơi, làm gì mà căng. Những thằng bạn cứ từ từ đây, không ạ. Thấy rồi cũng đai, đồng đội đai team của người ta như vậy, còn team của chúng ta thì sao? Bạn có thấy chạy lòng ê, không vậy sát thủ ơi? Đá. Vãi. Ui. Để gắt rồi. Hay bạn ơi, đâu? Đâu bạn ơi, cứu được không? Mình đây. Đá trước mặt đây. Cứu được không? Chạy bên phải rồi. Ô bạn đây. Đây. Không nhảy qua được cửa sổ bạn ơi. Ui ghê vậy. Từ từ bạn ơi. Cứu được không vậy? Cứu mình bạn ơi, dựng bom keo ra. Dựng bom keo này. Hay cứu này. Ôi nó bắn nổ xe rồi bạn ơi. Gắt như này ai chơi hả anh em? Bọn này bom mấy vậy? Bọn này chạy được không? Ồ, bọn này bom này chạy được. Bọn này chạy được. Chạy bình thường, À sao tổng đá ngươi. Nó chạy sao tổng đá rồi ngươi. Nó chạy này. Nó chạy này. À có cái dừa. Ok đây, tôi được cột máu cái đã. 150 đó thấy chưa? Bây giờ ông ơi, đã cột máu rồi đã. Ui, ghê. À, chân dít máu như này thế thì gắt rồi anh em ạ. Gắt quá nhỉ, từ từ. Mình có 5 bom keo này. 5 bom keo này. Ra đây em ơi. Mình có 5 bom keo này anh em. Ok tuyệt vời. Tí nữa đai anh em ạ. Cột máu cái đã. Cho quản lý chết luôn. Ui em ơi, điện thoại anh thì chơi pin em ơi, like thoải mái nhá. Ui có ra được cả. Như vậy mình tính trang bị giảm thanh là một sai lầm, mình lại trang bị nòng ba bạn ơi. Hi. Vì bạn ăn quá nhiều mạ. Mình nhá. Mình mới chỉ có 4 kill thôi bạn ơi. Wow, cái ngang mình. Bạn đây lên xe no. Bộ mini này. Nhưng chúng ta not friend bạn ơi. Mình sẽ lượm thứ hai từ máu cái đã. Ok nhanh nhá. Ok đi. Đây bạn ơi, là bộ mini á. Đây có lưu cơ bạn ơi, đây. Qua đây đón phát ông ơi. Đây. Wow. Let's go. Let's go anh em. Đây bạn ơi. Mãi mới phạt được ông ơi. Game lỗi mà. Game này nó phải. Bạn ơi, cho mình ăn nâng giáp được không? Mình nâng giáp 3. Mình giáp 3 gần nổ thôi kệ. Mình giáp 2 gần nổ bạn ơi. Hi. Đây bạn. No. Lên xe. Chúng ta nốt anh em. Chạy đây bạn ơi. Em mà cậu. Ok mọi người cho nó xin. Còn lại chỉ đến nữa anh em ơi. Có vẻ gắt. Ê đổi xe đi, đi xe 7 màu không cậu? Thôi bạn ơi, xe này đi bạn ơi, mình không thích đi 7 màu đâu. Mình thích 7 màu. Xe 7 màu thì đai để đi làm gì hả? Đi để làm gì có xe đai ấy anh em. Nó ra bạn ơi. Ui, từ bạn ơi. Đây mình lên dắt chúng nổ rồi bạn ơi. Các bạn lại làm như vậy. Mình cũng mới lên dắt chúng nổ chứ bạn. Chạy đi bạn. Mình buồn. Anh em ta không giáp chống nổ để còn chống phóng lựu chứ bạn. Tại sao vậy bạn? Ê, như mình nhấn một thằng chỗ này. Đâu vậy? Chưa thấy không ơi? Sao này? No. Có nhìn lộn nhìn. Not. Xe. Not bạn ơi. Đây đây bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Đây go bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Ui mày quá. Chạy kịp không ạ? Không sao cả. Mình với cậu đều có cái ra rồi. Đúng rồi bạn ơi. Có cả ra rồi. À, mình đã có giáp chúng nổ. Bạn là mắc kẹt xe gì ư? Wow. Không cậu. Tưởng là như bạn mắc kẹt xe mình sẽ cứu bạn. Đây đào ơi, đấy đào là xong mà. Easy. Chỗ thính này có người không vậy? Chắc là có ông ơi.
À, có đây. người, có người, có người, có người, nó vừa lên xe, vừa lên xe. Dừng xe, thằng này. Xuống xe mời, xuống xe mời, xuống xe mời, xuống xe mời. Đó, xuống xe. Xuống xe mời, xuống xe mời, xuống xe mời, xuống xe mời, xuống xe mời. Ui, xuống xe mời, xuống xe mời. Xuống xe, ok. Xuống xe. À. Đây bạn đây, bạn đây. Đây go, let's go, đi. Mày xanh mộ rồi nhé em ơi. Mày chạy được nữa à? Mày chạy được à? À mày chạy được à? Mày chạy được à? Ui, bạn kém mạng của mình, bạn rẻ tiền. No. Mình đâm, còn bạn cái mạng, bạn rẻ tiền. Ngày mai trên YouTube, ngày mai trên YouTube, bạn ơi, 1.3 triệu người đăng ký của mình sẽ thấy bạn rẻ tiền. Wow, bạn sẽ được tỏa sáng. Wow. Các bạn ơi, ngày mai lên YouTube này và các bạn sẽ thấy, mình vừa vứt nhầm giảm thanh bạn ơi, nhưng mà thôi mình nghĩ là không cần đâu. Mình đang để trong Zalo, mình vừa vứt nhầm giảm thanh bạn ơi. Còn lại có 6 mạng nữa thôi nha em ơi. Sát thủ nó vừa cãi ăn mạng của mình, mặc dù mình đã đâm thằng kia. Wow. Nhớ tay, đâm vào tay. No bạn ơi. Ngày mai video này sẽ được lên YouTube anh em ạ. Và sát thủ sẽ mang danh Chipper Money. No, cái này là nhớ tay chứ cậu. No. No nhớ tay. Bạn cố ý. No, bạn cố ý, bạn còn cười mình, bạn bảo cái giá phải trả. Hi. Mình có làm gì đâu. À, nhầm. Mình có đang sợ chết đến này. No. Mình mất chết Nhi để từ cảm giác bạn, đấy xem sao. Bạn not Hôn Nhi. Bạn là Hoàng Bi. Hi hi. Rút kinh nghiệm cậu, rút kinh nghiệm là sao. No bạn ơi. No bạn ơi. Cười quật què. Ok, cứ nghe đi bạn ơi. Ok. Cạn lời các bạn ạ. Vì sao thế? Và như vậy sát thủ đã có 5 kill. Hi. Nó hơn mình 1 kill. Cuộc sống mà anh em. Đâm cậu. À bạn ơi. Đâm nó. Đấy. Đâm nó, mình sẽ không rẻ tiền đâu. Đúng rồi, đâm nó. Uầy, bạn không đâm à? Uầy, bạn cố ý rẻ tiền ư? No. Bạn cố ý rẻ tiền ư? No. Uầy, bạn dựng tập 3 không cho đồng đội ăn. Ui. Sát thủ rẻ tiền bắt hai anh em ơi, dựng tập 3 không cho đồng đội ăn mạng. No, mình không thể tin được. Không bị ấy mà, không bị bắn mà. Bạn đây, bạn đây. Bạn dựng tập 3 không cho đồng đội ăn mạng. Bạn rẻ tiền vãi trưởng. Wow, cái đậu xanh. Ok bạn ơi. Bạn dựng tập 3 không cho đồng đội ăn mạng, bạn thật rẻ tiền. Mình không thể tin được. Bạn thân mình có 6 máu mà. What the hell, nó ở chân tròi à? Nó ở chân tròi ông ơi, nó ở chân tròi ông ơi. Hai đứa chân tròi ông ơi. Hai đứa chân tròi. Ơ, tôi tưởng là nó ở chân tròi. What the hell đây à? Đây à? Wait, đây à? Wait, đây à? Ok, nốt rồi nhé. Ơ, thằng bạn nó ông ơi. Ngay chân tròi này. Đã cứu nhau này, xây nó, xây luôn. Ui, xây luôn ông ơi, xây luôn ông ơi. Đây, xây luôn này, chúng nó cứu nhau rồi. Ui. Xanh mộ rồi các bạn ạ. Sát thủ cứu nó, thằng bạn nó nữa. Đang nhiều máu rồi. Cứu luôn. Ui. Wow, đậu xanh. Hãy cứu nó bạn ơi. Nó ngay bên cạnh kìa. Chúng ta sắp top 1 rồi. Hi. Wow, chưa top 1 cả, thằng cuối nữa. Ơ, tưởng là hết rồi. Còn thằng cuối nữa anh em ạ. What the hell, thế cái này có tận 2 đứa cả. Thế là mình tính toán hơi bị sai lầm anh em ạ. Tính toán sai lầm và cái kết đã bị đai. Buồn cái ta. À, 6 gốc cây, cứu nó. Thằng này trông gà bãi trở không ạ? Thằng này là nooper chân chính ông ơi. Bạn 9 kill và mình đã bị đai. Wow. Ok, vậy là mình đã giành top 1 rồi nhé mọi người. No, mình không vui. No, mình không vui. Wow. Top 1. Mình không vui bạn ơi, top 1 nhưng trong lòng mình thấy đau lòng. Mình đau lòng bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.